Xin chào mọi người. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cái kháng cáo tài khoản quảng cáo Facebook bị vô hiệu hóa nhưng mà nó bắt xâm lên danh tính. Thì ở đây mọi người lưu ý này. Đây, mình sẽ mở qua. Ví dụ cái con này nó bị khóa này. Không, chúng ta sẽ ấn xem chi tiết này. Tắt cái này nhé. Tôi làm từng bước cho mọi người dễ xem nhé. Rồi. Ta sẽ yêu cầu xem xét lại này. Đây. Cái này gọi là kháng 273 nhé. Mọi người thấy cái đuôi 273 ở đây này. Thì giang hồ người ta gọi là kháng 273 thôi. Còn nếu mà 902 nó gọi là 902. Thì chúng ta là có rồi. Chúng ta chọn tài khoản. Đây. Chúng ta sẽ lấy này, cái vấn đề này. Nó sẽ yêu cầu xác nhận danh tính. Mà nếu mà mọi người ấn xác nhận danh tính á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà gửi cả nick thật lên thì nó lâu về lắm. Thì ở đây thì mình có một cái cách nó dễ hơn để có thể giúp mọi người làm được cái này. Rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần một con bia. Đây, ví dụ nhé. Đây là một cái máy ảo của mình. Để mình làm cho nó sạch của mình lên thôi. Thì mình sẽ đi mua một con bia gọi là Via Việt xác minh danh tính. Chúng ta sẽ thấy cái chỗ này đã xác minh danh tính này. Thấy chưa? Mua một con như thế này. Đó. Rồi. Ok. Sau khi mà chúng ta đã có cái con Via mà Việt xác minh danh tính này này thì chúng ta sẽ đi kết bạn với cái con mà cầm tài khoản á. Thì con này là cái con cầm tài khoản của mình này. Chúng ta kết bạn này. Rồi, chúng ta quay về cái con. Cái này là máy ảo nha, mọi người đừng có nhìn nhầm nhé. Đây, máy ảo, máy win này. Còn cái máy mình dùng là máy Mac. Chúng ta sẽ quay về cái con cầm tài khoản. Đây là con Minh Đới Bỏ này. Chúng ta chọn này. Cái đặt tài khoản quảng cáo này. Ta bỏ cái này đi nhé. Bỏ cái này luôn. Thường thường thì vi phạm 273 này thì nó cũng dễ về nếu mà chúng ta không có vi phạm về ảnh sản phẩm hay content hay fanpage hay là dính liên quan gì. Nên mình sẽ thêm này. Xóa bớt những cái thằng mà nó bị vi phạm ra nhé. Rồi, mình thêm người này. Mình sẽ thêm, quên. Xin lỗi, đầu tiên là mình phải vào Facebook mình đồng ý với cái thằng kia đấy nhé. Đồng ý với cái thằng mà mới gửi kết bạn ấy. Bạn bè này. Con này thì mình mới mua để quay test cho mọi người. Bởi vì Via xác minh danh tính thì một thời gian thì nó cũng bị mất cho mọi người nên là mình sẽ tranh thủ lúc nó còn tích thì mình sẽ sử dụng. Kể cả là cái con của mình cầm đây chẳng hạn này, thì bản chất nó cũng là một cái con đây, thêm người nhé, mình gọi tên nó vào. Đó, mình Vương này. Ok, thì mình cho phép nó quyền là nhà quảng cáo tại phòng quảng cáo, quyền quản lý viên luôn. Đằng nào nó cũng quá rồi. Rồi, ok, ta quay về đây này. Và quay lại cái con mà đấy, chúng ta thấy này, Minh Đới Bỏ đã thêm bạn này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái con tài khoản này. Thì cái cách này nó cũng tương tự để mình có thể là kháng cho fanpage bị vô hiệu hóa hoặc là những cái gì mà nó yêu cầu xác minh danh tính được nhé, hoặc là cầm BM gì đó thì chúng ta cũng có thể là chúng ta đừng có nhấn vào đó mà chúng ta hãy thêm một cái nick đã được xác minh danh tính vào. Rồi chúng ta kháng. Giờ chúng ta sẽ quay lại phần chất lượng tài khoản này. Rồi, đây, bị vô hiệu hóa này. Rồi, ấn vào nó. Yêu cầu xem xét lại. Đó,
Có. Đó. Đây. Nói chung là dòng 1 hay dòng 2 cũng được. Đợt này mình thấy nó cũng dễ về. Thường thường thì mình sẽ chọn dòng 2. Còn nếu mà sản phẩm sạch thì mình sẽ... Nhưng mà nói chung là 1 hay 2 đợt này nó cũng về. Đây cho mọi người thấy nó không không bị cái chỗ mà yêu cầu xác minh á. Đó. À, cái này nó bị không ấy. À, không sao đâu. Như này được rồi. Rồi để mình kháng nốt thêm một con nữa nhá, xem có được không nhá. Cái con này nó đây. Tức là mình mua một con bia xác minh danh tính thì mình khá nhiều con được. Ta vào tài khoản quảng cáo. Đá mấy cái ông mà chết rồi sao? Có thêm Nguyễn Phương, nhà quảng cáo. Để mình coi thử nhà quảng cáo có được kháng nhưng tại bình thường mình hay để quên quản trị đây, đã được thêm vào Lê Văn Toàn. Bây giờ là ngày 16 tháng 7. Thì để mình coi khi nào nó về thì mình báo cho các bạn nhé. Ta quay lại cái phần chất lượng tài khoản. Thấy con Lê Văn Toàn này. Đó, chúng ta cũng yêu cầu xem xét lại. Có. Đây nó không, mọi người thấy nó bị không thấy tài khoản này. Thì khi mà nó bị không thấy tài khoản như thế này á thì chúng ta sẽ nâng nâng lại quyền này nha. Làm lại cái. Không thấy này. Nếu mà không thấy chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta có cái ID ở đây này. Được chưa? Không. Đó, ta nhập cái ID tài khoản vào. Nhập đại cái gì ở đây cũng được. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Nó vẫn gửi yêu cầu thành công. F5 này. Đây, thấy chưa? Nó mình đã báo đã kháng. Đó, hoặc là chúng ta coi cái tài khoản này, F5 này. Nó đã yêu cầu báo đã kháng này. Khi nào nó về thì mình sẽ kẹp gộp cái video lại vào cho mọi người xem. Xin chào mọi người. Thì nó về từ lúc tối rồi nhưng mà bây giờ mình mới rảnh mới quay với mọi người được. Bây giờ mình sẽ mở cái con máy ảo lên nhé. Đây là mình nhớ ba con này. Hết rồi. Facebook nó đổi tab nhiều lần quá rồi mình đổi lung tung.
Bây giờ mình sẽ mở cái con Via lên này. Via ngày 16 tháng 7 nhé. Via mình mới mua ngày 16 tháng 7 luôn. 2021. Mình sẽ vào cho các bạn xem nhé. À, đây. Cái tưởng là chưa qua. Con này là mới mua thôi nhé, không có ngâm, không có ngủ gì. Ừ, thấy này, cách đây khoảng 3 giờ này. Này, đúng không? Kích hoạt lại tài khoản này. Này, mình sẽ vào lại cho mọi người xem nhé. Mọi người vào có thể vào PE phát, có thể vào tìm quản lý quảng cáo, tiệm PE. Thì trong video mình quay trước thì mình đã khá hai em đúng không? Giờ chất lượng tài khoản ấy. Hết chưa? Không bị con nào luôn. Bài giải quyết này. Được chưa? Mình tháng con này với con này đúng không? Về rồi này. Bài giải quyết này. 1, 2, 3, 4 này. Phục hồi nhân phẩm hết rồi. Đó. Đây về cái thì mình để cho chạy luôn này. Năm đô rồi. Ok, thì mọi người lưu ý là các bước nhé, nhất là mình mua một con gì cho mình nhìn tính đó. Thứ hai là mình sẽ kết bạn cùng với nhau. Tiếp đó là bạn sẽ thêm cái nick mới nhé. Thêm nick mới này. Nick mới. Mới vào quản lý viên và khám. Bước 4. Đó là khám thôi. Thì chọn dòng nào cũng được. Chọn dòng nào cũng ok. Thì trong video thì mình chọn, mình đang chọn dòng 2. Dòng 2 tức là có người xâm nhập trái phép tài khoản của tôi á. À, ok, chúc mọi người thành công.